Liệu bạn có muốn chỉ với hơn 100 triệu chúng ta sở hữu những chiếc xe tải cũ chất lượng? Và hello, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Đạt Xe Tải. Hôm nay lại một nữa tôi sẽ chia sẻ về những chiếc xe tải cũ chất lượng đang có mặt tại Salon Xe Đẹp 88. Và ở những video lần trước thì có nhiều người hỏi tôi rằng làm sao để chọn được một chiếc xe tải cũ chất lượng và làm sao để không bị nhầm lẫn khi đi chọn xe, mua bán xe. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ những điều về một con xe tải cũ mà còn đẹp và chất lượng. Nào, chúng ta cùng đi chi tiết nhá. Đây, trước mặt tôi là con K3000, đây, 2004, tải trọng 1,4 tấn, hạ tải còn 1 tấn. Và em này thì tôi đã có clip quay chi tiết, và clip này thì chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm chọn xe chất lượng thôi và báo giá tổng hợp. Chúng ta cùng đi chi tiết nhá. Đây, tất cả nhìn tổng thể con xe nhá. Đây, tất cả phần chán xe này không bị xây sát gì nhá. Phần đèn này, đấy, còn rất là mới, biển 34, đăng kiểm thì đến tháng 10 năm 2019 các bác nhá. Đấy, thì để xem một chiếc xe đẹp thì chúng ta xem những phần sau này. Phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ K3000 thì nó rất là mảnh các bác nhá. Đây này, rất là mảnh luôn, mỏng, không gợn bản mát tít, không bị méo mó xô sạch gì cả, cho thấy là xe rất là không lâm đụng đâu các bác ạ. Đây, đến phần bậc lên xuống này, các bác để ý phần bậc lên xuống này, nó rất là liền lạc này, nó không bị méo mó này. Đây, tất cả các cái đường ấy này nó rất là liền, và sự sơn thì không bị bong chóc gì cả. Đấy, và em đã cho các bác xem phần đinh bấm. Đây, phần đinh bấm này. Đấy, đinh bấm vẫn còn rất là mới và rõ nhá. Đây, cho xe rất là được giữ gìn. Đấy, đây là nội thất bên trong con K3000 2004 các bác nhá. Đấy, xe khá đều xe, và chỉ với hơn 100 triệu các bác có thể sở hữu được một em xe tải cũ mà còn chất lượng, còn tốt như là em này. Bác nào có thiện chí thì xuống bên em, bên em sẽ ra lọc miễn phí cho các bác nhá. Đây, các bác để ý phần lốp nữa này, lốp em này tương đối nhá, còn khá là mới đấy. Cả phần tổng thành xe này, thành riêm thành thùng này, thành thùng này. Đấy, đây, để cho các bác xem phần gầm của em này nhá, sàn sóng nguyên zin luôn, rất là đẹp, không mối mọt gì luôn, sàn không bị võng. Đấy, xe chở rất là đồ, rất là nhẹ, phần sắt xi nguyên bản luôn này. Đấy, cho xem tiếp theo chúng ta đến với phần trong lòng thùng nhá. Đây, đây là phần trong lòng thùng này, thì thùng ấy rồi. Về thùng kín này chở đồ khô rất là tốt này, các bác về chỉ việc vận chuyển kiếm tiền thôi nhá, không phải khấu hao gì đâu. Đấy, thì đây là em K3000 đây, 2004, tải trọng là 1,4 tấn, hạ tải là 1 tấn các bác nhá. Em xin báo giá lại em này là 145 triệu.
và chỉ 145 triệu thôi, còn chờ đợi gì nữa. Các bác không nhấc máy lên và gọi ngay đến salon xế đẹp 88 số điện thoại ở trên màn hình để sở hữu ngay em nó nhá. Đây và em tiếp theo em muốn báo giá cho các bác, đó là em K165 đời 2015, tải trọng là 2,4 tấn, có giá là 300 triệu các bác nhá. Đây, tất cả phần chán xe này vẫn còn nguyên bản, đèn rất là mới, còn sáng và trong luôn. Đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2019 này. Em này thì còn khá là đẹp các bác nhá. Đây, đây là nội thất bên trong em K165 là 2015 này các bác này. Giá chỉ 300 triệu thôi, rất là hợp lý. Giá bên em là giá liêm yết rồi. Bác nào có thiện chí xuống bên em sẽ ra lộc cho các bác. Không phải lăn tăn gì về giá cả ạ. Đây, phần keo chỉ này. Keo chỉ rất là mảnh nhá. Không gợn bả matit này. Rất đẹp luôn. Bên em thì cam kết đảm bảo xe không đâm đụng ngập nước gì cả. Nên các bác cứ yên tâm, xe chất lượng tốt luôn. Đây, tất cả bậc lên xuống vẫn còn rất là liền lạc này. Phần sơn rất là nguyên này. Đây, đinh bấm sau gáy này. À, còn một điều nữa tôi chưa nói với các bác, đó là xem xe chúng ta lên xem cả phần các phần cột A này, phần máng mưa này. Đây, tất cả những phần này nó phải là chắc chắn các bác nhá. Tất cả những phần này phải là chắc chắn này, đảm bảo nó không bị xô lệch méo mó gì cả. Đấy, đấy là thể hiện những con xe đẹp còn chất lượng. Đây, tất cả nội thất bên trong này, điều hòa này, đồng hồ đấy, vô lăng này, trần em này rất là mới luôn nha các bác nhá. Xe này cũng thùng kín luôn, bác nào về chở những hàng đồ khô, hàng tạp hóa các thứ là vô tư luôn. Đây, cho bác xem phần đinh bấm của em này này, cũng nguyên vẹn luôn, nguyên zin luôn, rất là liền lạc, rất là đẹp, không có dấu hiệu đâm đụng gì cả. Đây, đây là tổng thành xe này, các bác có thể gõ thử này. Tiếng rất là mỏng đấy, rất là mỏng luôn đấy. Chiếc đinh bấm này của hãng này, viên thanh thùng này, đây các bác sờ thấy này, rất là mỏng các bác nhá, không bả matit, xe rất là đẹp. Đây, tất cả phần sắt xi này, phần sắt xi thì coi là như là xương sống của một con xe các bác, nó lưng đỡ toàn bộ trọng tải con xe này. Sắt xi nguyên bản nhá, vẫn còn rất là mới và đẹp luôn. Còn về phần sàn sóng này, sàn sóng vẫn còn rất mới này, không bị võng này, sàn rất là đẹp các bác nhá, chở hàng rất là tốt, dùng thoải mái luôn. Đây, sẽ cho các bác xem phần trong thùng xe. Đây, đây là phần nòng thùng này, nó sàn đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, sàn thùng rất là chắc chắn luôn. Em này về chạy thoải mái luôn, không phải khấu hao, không phải thêm tiền mà sửa chữa đâu. Đấy, thì em xin báo giá lại em này là K165, xin lỗi các bác, K165 đời 2015, và giá của em nó là 300 triệu các bác nhá, tải trọng 2,4 tấn. Và tiếp theo trước mặt chúng ta là em K165 đời 2017, tải trọng 2,4 tấn, giá niêm yết chỉ 340 triệu thôi, xe rất là đẹp luôn. Xe màu trắng, bao là hợp với phong thủy thì liên hệ với bên em nhá.
Em này thì đẹp xuất sắc các bác ạ. Đây, đây là em K165 đấy, 117 này. Giá là 340 triệu. Xe rất là mới này. Đèn này, sáng vào trong luôn. Biển 23C. Bên hạnh thế này, tất cả phần cốt A này. Cốt A này, máng mưa này. Đấy, rất là liền lạc, còn mới các bác nhá, sơn nguyên zin 100%. Đây, tất cả hãng này. Này đăng kiểm đến tháng 2 năm 2020 cơ. Thoải mái chạy luôn. Lốp này. Đây là nội thất bên trong. Đấy, các bác nhìn này, nội thất này. Hơi ngược sáng tí nên nó nhận video nó hơi bị tối. Đây tắp đi cửa này. Xe đẹp luôn. Bác nào có thiện chí thì nhấc máy gọi luôn số điện thoại online trên màn hình để sở hữu ngay em này nhá. Đây này, tất cả phần giao chỉ rất là mỏng này, rất là đẹp luôn này. Đấy. Còn đây là phần nội thất bên trong này các bác này. Nội thất bên trong em này thì còn rất là mới luôn nhá. Đây, các bác sẽ xem phần đinh bấm. Đây các bác nhìn có rõ không? Đây, đây đinh bấm đây các bác nhá. Tất cả đinh bấm này. Còn rất là liền lạc này. Còn rất là mới nhá. Sẽ không đâm đụng va chạm vào nước gì cả. Bác nào có thiện chí thì xuống bên em salon xe đẹp 88 tại phố Giang Khánh, Giang Tiên, Phú Lương, Thái Nguyên để sở hữu cho mình những chiếc xe đẹp, xe tải cũ nhưng còn rất là chất lượng, phù hợp với công việc và giá tiền của mình. Đây đồng hồ này, vô lăng này, tất cả điều hòa này. Đây là phần trần nhá, vẫn còn rất là mới luôn. Đây sẽ cho các bác xem tổng thành xe. Đây tổng thành xe đây, tất cả diêm thành thùng này, thành thùng này, đinh bấm nguyên này. Đây diêm thành thùng đây rất là mỏng các bạn. Đấy, xe rất là đẹp chất. Đây, đây là sàn sóng này các bác này, sàn sóng rất là đẹp, mới nguyên zin luôn, phẳng không bị võng một tí nào. Xe này về chở hàng buôn bán thì miễn chê các bác ạ. Đấy, đẹp chưa, quá là mê ly luôn. Đấy, em lại cho các bác xem phần trong lòng thùng nhá. Ok, đây là trong lòng thùng. Em K165 này, 117. Giá lên yết thời điểm chỉ là 340 triệu thôi. Đây, sàn inox các bác nhá. Em này thì đẹp luôn rồi. Đây các bác thấy này, xe thùng rất là chắc chắn, rất là đẹp luôn này. Đấy, thì đây em xin nhắc lại, đây là em K165 đấy, 117, tải trọng 2,4 tấn, giá 340 triệu các bác nhá. Xe đẹp máy chất luôn, không đâm đụng, không ngập nước gì cả. Vừa rồi thì em đã làm xong video tổng hợp báo giá những em xe còn rất là mới và chất lượng đang còn mặt tại showroom xe 88. Bác nào thiện chí thì xuống bên em và liên hệ số điện thoại trên màn hình. Thì bên em có làm thêm một số mới là số 309 ở trên màn hình. Đấy, các bác liên hệ kết bạn Zalo để em được chăm sóc và tư vấn tốt hơn nhá. Đấy, nếu bác nào thấy hay và ý nghĩa thì like và ấn nút đăng ký bên dưới để cho em có thêm động lực để làm ra những clip tiếp theo, và ấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ xe đẹp 88. Còn nếu thực chất là chưa đúng và sai sót thì các bác cứ comment ở bên dưới để em sửa chữa các bác nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip lần sau.
Chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả. Xin chào. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và bên Đạt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những cái dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9 như dòng K190, hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2 tấn 4, K165 và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác, anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ, kinh doanh vận tải, phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình nhất cô chú bác anh chị nhé. Đăng ký giúp em đăng ký.